Hello anh em, hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2020. Thì bữa nay là cũng như là tiếp tục mình một cặp bến về những cái dòng máy Mitsu. Mấy cái dòng máy Mitsu này là cũng như hàng này hàng tiễn, mình hàng này là hàng mình tiễn. Đó, thử ra bây giờ anh em cũng yên tâm ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô chi tiết một cái con máy số 1 luôn cho anh em xem một cái màn hình và mình sẽ báo giá cho đây luôn. Đầu tiên là một cái con số 1. Đây. Đó, máy này rất là đẳng cấp nha anh em. Máy này theo mình đánh giá là còn khoảng 90%. Đó, bô là cũng như là zin hết. Đó, toàn bộ nước sơn là zin hết. Đây, bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem một cái màn hình trước ha. Thì đối với lại con số 1 Mitsubishi GM291 này thì con này nó có đề nha anh em. Nó có đề. Đó. Rồi, ở trên đây là bình xăng. Hàng này là hàng bình tiễn. Đó, nên anh em cũng yên tâm. Rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ quay bên cái mặt phần cái bên cái cùi đề cho anh em xem ha. Đó, cùi đề nó còn rất là mới. Máy này theo anh em khổ phải chê chỗ nào ha. Rất là đẹp luôn. Ốc là còn 7 màu đều rang. Con này thì mình lấy về là nó cũng như là nó còn quắn bịch luôn nha anh em. Đó, máy này bên đó là cũng như là nó không có xài, ít có xài. Đó, nó còn quắn cái bịch luôn, chỉ xài nước quá thôi rồi nó quắn cái bịch lại nữa. Rồi mình để luôn cho anh em. Đó, quắn bịch đầu cốt luôn. Ốc là còn 7 màu đều rang. Quay chi tiết vô cái mấy cái kẽ gió của cái lồng xi lanh cho anh em xem luôn. Nó còn mới tinh luôn nha anh em. Cái bô nè. Bô ở trong nó còn trắng tinh luôn. Ở ngoài á, ngoài cái áo bô ở ngoài á là cũng như là nước sơn còn rin nha anh em. Chứ không phải là giậm giá lại nha. Nước sơn là rin toàn bộ. Rồi bên đây là bên cái phần nắp chụp cò. Nắp chụp cò thì nó còn một cái mã số của nó luôn. Bữa hổm mình có một con nhưng mà có cái một con đó là cũng như là cũng chưa xuất sắc như con này. Đó, con này là cũng như là xuất sắc luôn. Ha, từ chi tiết chế bình xăng con rất là đẹp. Rồi quay xuống rồi sau đây là cũng như là mình sẽ cái phần chi tiết mình test máy. Đầu tiên là mình sẽ khởi động đề nổ cho anh em xem. Rồi quay qua đây để mình hướng dẫn để về cho anh em dễ sử dụng. Thì ở đây là một cái dây đề nha anh em. Bên đây là on off ha. Mình sẽ đầu tiên là mình phải mở chế độ on. Rồi ở đây là một cái dây đề. Thì ở đây mình nếu mà anh em về câu á thì anh em sẽ đi một cái dây lửa đi ra. Đó, thêm cái dây lửa đi ra nữa để mình phối hợp với lại cái cộng dây mát này là mình đề ha.
ống sáng thì còn đầy đủ. Rồi bây giờ mình sẽ test ga luôn cho anh em xem. Đối với lại cái máy này thì nó còn khoảng 90% thì anh em khỏi phải mà bận tâm về lo lắng gì cái máy này ha. Anh em mà bỏ tiền ra mua cái máy này thì anh em về anh em là cài cũng rất là sướng. Rồi bây giờ sau đây là mình cho khởi động giật nổ cho anh em xem. Rồi đầu tiên là mở on lên nha anh em. Thì đó cái máy này coi như là nó coi như là quá gì ngon nha anh em. Đó coi như anh em nào mà chốt được cái máy này thì anh em về là xài rất là sướng. Rồi bây giờ mình xin báo giá lại con số 1 Mitsubishi GM291L. Động cơ con này thì nó được chèn cốt xéo tua chậm nha anh em. Cốt xéo tua chậm, tua của nó là tua 1800 trung bình. Mắt tua là 2000, động cơ là 8 ngựa. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 7 triệu. Thì đó với lại con số 1 này nó khởi động giật nổ đời nổ nha anh em. Rồi tiếp tục một cái dòng mít xu nữa, cũng như là chuyến này là cũng như là mình hàng mình mới về, mới cập bến về là cũng như là mình tiễn toàn bộ dòng mít xu, với lại cũng như là mình cũng có những cái dòng Honda GX240 nữa cốt xéo nữa, nhưng mà có cái là mình chưa có lên kịp để clip sau mình sẽ phục vụ lên clip luôn cho anh em xem ha. Rồi con số 2 Mitsubishi GB180, động cơ là 6 ngựa 3. Con này thì nó được chèn cốt xéo tua chậm, tua trung bình là tua 1800, mắt tua là 2000. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 4 triệu ha. Đây bây giờ mình sẽ cho anh em xem một cái ngoại hình mặt trước của nó. Máy này là cũng như là máy mình tiễn từ con luôn, anh em cứ yên tâm ha. Còn mà những cái máy mà anh em mà mua ở đâu thì cũng như là những cái máy mà hàng dập nát rồi đó, thì nó lại cái giá khác, nhưng mà xài theo như anh em thì xài những con máy đó thì nó rất là lợi, cũng như là rất là lợi, cũng như là rất là tai hại cho anh em ha. Đó, anh em bỏ đồng tiền ra mua những cái dòng máy như vậy là anh em về cứ yên tâm xài. Thì đối với lại những cái dòng máy nghĩa địa thì nó cũng có đa dạng lắm đó, máy đẹp khác rồi máy mà máy dập máy xấu nó khác đó, máy dập máy xấu thì anh em về anh em xài cũng không có được thời gian bao nhiêu. Đây máy bên mình là cũng như là mình sẽ bao rin luôn cho anh em từ con ốc nha anh em. Đó, bao rin từ con ốc mà không đụng con ốc, một gia chạm một con ốc nào trong lớp máy đó, mình sẽ bao rin cho anh em rin từ A tới Z, không đụng một con ốc nào trong lớp máy nha anh em. Ok. Rồi bây giờ sau đây là mình sẽ test máy luôn cho anh em xem. Đầu tiên là anh em khởi động on ha. Nổ cực kỳ êm. Anh em nhìn cái những cái chế mình sẵn còn đó là anh em cũng thổi quá chơi luôn. Ở chế mình sẵn còn rồi, coi như là nó rất là đẹp. À, máy này nổ garanti là từ tiếng luôn.
Rồi bây giờ mình sẽ test ga luôn cho anh em xem. Mình về ga trực tiếp luôn nha anh em, mình về kéo ga về trực tiếp luôn chứ không có mày mà vụ nhả ga từ từ, kéo ga về trực tiếp luôn. Máy hoạt động ga ti rất là nhuyễn đó, quan trọng là cái kéo ga về trực tiếp đó. Quá chắc rồi. Bây giờ mình cũng xin thông báo giá lại con số 2 ha. Con số 2 Mitsubishi GB180. Con này thì nó được truyền cốt xéo tua chậm đó, tua của nó trung bình là tua 1.800, mắt tua là 2.000, động cơ là nó là 6 ngựa 3 ha, 6 ngựa 3. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 4 triệu. Rồi tiếp tục một cái con số 3, cũng cái dòng Mitsubishi GB180 thì con này cũng như là thông số cũng như là cái con số 2 đó, như là thường lệ thôi. Bây giờ mình cũng xin giới thiệu sơ lược qua con số 3 luôn. Là cũng như là con này thì nó được truyền cốt xéo tua chậm đó, tua nó là tua 1.800, động cơ là 6 ngựa 3, thì con này mình cũng bán đồng giá với lại cái con số 2 là 4 triệu đó. Bây giờ mình cũng xin quay chi tiết cái con số 3 này cho anh em xem. Đây là bên cái nắp chụp cò đó, nắp chụp cò còn rất là đẹp luôn nha anh em, còn rất là sáng, chế bình xăng con nè, mới tinh. Ốc là coi như là nó còn là coi như là ốc là coi như là nó còn là mới tinh luôn nha anh em. Đó, ốc mà dòng chữ C, ốc dòng Mitsu á, ốc lốc máy là ốc là số 7 là đều rang nha anh em. Đó, nó có phải cái model. Qua đây. Ok. Rồi bây giờ sau đây là mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Hàng đẹp mà anh em cứ yên tâm ha. Con số 3 Mitsubishi GB180
Động cơ là cốt xéo tua chậm, tua 1.800, động có công suất là 6 ngựa 3. Con này thì mình được giá bán anh em với giá là 4 triệu. Đi lại vô chợ Phật Hùng rồi tiếp tục một cái con số 4, cũng dòng Mitsubishi. Con số 4 Mitsubishi GM132L, động cơ là 4 ngựa nha anh em. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 2 triệu rưỡi. Đó, máy thì là rất là xuất sắc luôn, rất là đẹp ha, nhìn máy là còn cực kỳ chắc. Rồi bây giờ mình sẽ quay sơ lược qua cho anh em xem một cái ngoại hình con Mitsubishi GM132L số 4 nha anh em. Đó. Đây. Ốc là còn 7 màu ha. Rồi. Thì đối với lại cái con số 4 này thì nó còn cái buli hai rãnh bản A nha anh em. Nó còn buli hai rãnh bản A. Đó, ốc nè, 7 màu luôn, rất đẹp. Mấy cái yếm gió này kia còn là cũng như còn rất là mới luôn. Rồi bên hông quay vô đây cho anh em để xem luôn. Mắt in ra băng. Rồi sau đây là cái phần test máy cho anh em xem. Đầu tiên là anh em nhớ mở on nha. Máy nổ garanti rất là im luôn anh em. Nổ garanti từ tiếng luôn nè. Cái bu ly đó mình đếm vòng nữa thôi anh em. Đó, máy nổ ra tùy rất là nhuyễn nha. Rồi sau đây là các bạn test máy cho anh em xem. Anh em ơi, garanti mà từ tiếng luôn nha. Ok. Rồi mình cũng xin thông báo giá lại con số 4 Mitsubishi GM132L, động cơ là 4.0 PS, là 4 ngựa nha anh em. Đó, con này được truyền cốt xéo tua chậm. Đó, tua của nó là tua 1.800, mắt tua là 2.000. Con này mình được giá bán cho anh em với giá là 2 triệu rưỡi. Rồi tiếp tục một cái con dân ma. Đây, con số 5, con dân ma GA120, động cơ là 3 ngựa 8 nha anh em. Nó, con này á, thì cũng đồng thời là được truyền cốt xéo tua chậm. Đó, tua 1.800, mắt tua 2.000. Con này mình cũng được giá bán cho anh em với giá là 2 triệu rưỡi. Đó, bây giờ mình sẽ quay chi tiết ngoại hình cho anh em xem. Đó, máy là cũng như là còn cực kỳ đẹp nha anh em. Đó, ốc là còn 7 màu đều rang. Tại vì những cái hàng này á, là cũng như là mình tiễn đó, hàng này là mình tiễn, thử ra anh em cũng yên tâm ha. Đó, máy là cực kỳ chắc luôn. Rồi đây là mặt sau. Rồi bên nắp chụp cò, chế mình sang con rất là đẹp nha anh em. Rồi đây là mình sẽ mở cái bình xăng ra cho anh em xem. Đó, bình xăng nó còn rất là đẹp, rất là sạch sẽ luôn, trắng phiếu. Bích ơi, Bích ơi,
Mày lấy con tôm quải rồi nó đi nó ăn cái gì mà sao thú quá hả? Đây nha. Đây. Rồi sau đây là mình sẽ test máy luôn cho anh em xem. Giật hẻ. Trời ơi. Máy mấy cái máy này rất là dễ nổ nha anh em. Rồi con số 5 dân ma gà 120, động cơ là 3 ngựa 8. Đó, con này thì được chuyền cốt xéo tô chậm, tô 1800, mắt tô 2000. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 2,5 triệu. Rồi cuối cùng là một cái con số 6. Đó, rồi nồi đồng có đá nhưng mà đầy đủ đồ chơi nha anh em. Đó, con này đầy đủ đồ chơi, option là cũng như là đầy đủ luôn ha. Đề nổ giật nổ. Đó, con này nè. Con này số 6 nha em. Bây giờ số 6 mình thông báo giá đi ha, với lại cái công suất của nó đi. Số 6 Robin Y28, động cơ là 7 ngựa. Thì con này nó được chuyền cốt xéo tô chậm, tô của nó là tô 1800 ha. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 2,5 triệu. Rồi bây giờ sau đây là mình sẽ cho anh em xem một cái mô hình của nó. Thì đối với lại con số 6 này thì nó là giật nổ đề nổ nha anh em. Đó, nó là giật nổ đề nổ ha. Đó, rất là tiện lợi cho anh em luôn. Đây, đây là cùi đề của nó. Cùi đề của nó là còn rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, máy là anh em nhìn là khỏi phải chê ha. Rất là đẹp. Lốc là cũng như là lốc còn xanh dần luôn. Đời nồi đồng có đá nhưng mà có cái là cái đời này, cái model này, cái máy này ở bên Nhật là cũng như là ít có xài, ít có sử dụng qua. Thành thử ra cái máy còn rất là đẹp luôn. Còn... Đó. Đây, cái mặt sau nè. Máy cực kỳ long lanh luôn nha anh em. Long lanh cành đào luôn. Rồi đây là chế mình sẵn con còn 7 màu nha anh em. Rất là đẹp. Đó. Rồi sau đây là kẹp. Mình sẽ test máy luôn cho anh em xem ha. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động đề nổ cho anh em xem. Này nổ. Đây, con này không có chân lát hả? Chụp vô đây đi. Thì thưởng cái cọc dở cái cọc bình đó lên. Rồi bây giờ mình sẽ test máy cho anh em xem ha. Lại còn cũng như cái này là nó còn thiếu một cái cọng dây mắt sườn nữa nha anh em. Nó còn thiếu một cọng dây mắt sườn nữa. Đó cũng như là mình test trực tiếp cho anh em xem vậy. Nếu mà anh em nào có chốt được cái máy này thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em một cái cọng dây mắt sườn ra để cho anh em đi vô bình luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ test máy cho anh em xem. Nghe lại.
Rồi sau đây là mình sẽ khởi động giật nổ cho anh em xem luôn, cũng như là cho anh em xem một cái chức năng của nó, cũng như là full chức năng luôn ha. Buông tay. Con nồi này đồng có đá nhưng mà có cái là máy còn đẹp, hoạt động tốt, chạy im, ga ti nhuyễn, lên ga ngọt. Thì con số 6 này Robin Y28, động cơ là 7 ngựa. Con này thì được truyền cốt xéo tua chậm tua 1.800 nha anh em. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 2.500.000. Rồi thì bữa nay cũng như làm hàng mình vừa cập bến, cũng như là mình sẽ làm cũng như là làm xương, cũng như là mình giới thiệu vài con cho anh em xem, để anh em nào có cần thì xin liên hệ số 0914 711 438. Địa chỉ của mình là C12/45 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở xa muốn tới địa chỉ mình xem hàng thì anh em cứ search vô Google Maps dụng cụ cầm tay NT, thì Google Maps nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình. Rồi thì cũng như là sẽ khoảng cả chừng 1-2 ngày nữa mình sẽ lên thêm một cái dàn clip Honda GX 240. Đó, động cơ là 8 ngựa, máy đẹp nha anh em, cũng như là hàng này cũng như là mình tiễn đâu cũng khoảng mười mấy 20 con á, còn là máy đẹp không. Đó, còn bây giờ mình sẽ làm xương vài con nha, mình phục vụ cho anh em trước đi, rồi anh em 1-2 ngày nữa mình sẽ lên thêm một cái dàn những cái đầu nổ khác, với lại những cái máy mà cứu quả, với lại những cái dòng mà máy bơm nước Mitsubishi GM181 đó, GM181, máy là đẹp long lanh. Mà khoảng cả chừng 1-2 ngày nữa mình sẽ phục vụ luôn cho anh em. Rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.